Và tiếp tục Eva Chiến giới thiệu cho các bác một cặp loa rất là nổi tiếng, một cặp loa được các bác rất là yêu thích. Đó là những dòng loa Bass 30 của Beoner. Trong tầm tiền dưới 20 triệu thì những model mà các bác yêu thích của hãng Beoner như là 755, 616 và những dòng 180. Và đây là model 616 nha các bác, hoa hậu để các bác sưu tầm. Và em báo giá luôn để các bác tiện cân đối, cặp 616 này giá là 18 triệu nha các bác. Rất là đẹp, và cặp này em tuyển cũng như là lựa chọn về để phục vụ các bác là cặp này độc chứ không phải là như những cặp khác rất hiếm nha. Chép vàng, mic vàng nha. Đấy, e canh rất là đẹp nha các bác, e canh cực kỳ đẹp nha. Hình dinh của nó này, cặp loa rất đẹp, có nghĩa là bát vàng, mic vàng, chép vàng, nấm và vàng hết nha các bác. Đấy, các bác thấy bát đẹp trưng của dòng 616 là bát côn thủng. Đây, có một cái lỗ phía trước này này. Bát 30 gần vải nha các bác. Dòng này tiếng rất là hay. Các bác thấy đồ đẹp nữa chưa? Mic vàng và chép vàng, trung vàng này. Đấy. Và độ đẹp keng của những tiếng loa như là loa chép, loa mic và gong, loa bass sang tròn. Và hai vi tinh chỉnh phía trước nha các bác, một lỗ thông hơi nữa này. Hai vi tinh chỉnh dài mic và dài chép. Các bác thấy chép vàng này, mic vàng. Giá cặp loa là 18 triệu đã bao gồm phí ship. Các bác nào yêu thích cặp loa này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại ở trên tấm biển kia. Em Chiến sẽ giao hàng tận nơi cho các bác. Các bác ở xa, các bác không đến được với em thì các bác cọc tiền. Thì cọc tiền thì khoảng 2 triệu trở lên nha các bác. Còn các bác nào chuyển khoản đủ em sẽ bớt 300 ngàn, vẫn là bao ship cho các bác luôn nha. Rồi. Rồi mời các bác xem lại tiếng loa một tí nữa rồi em sẽ đi vào chi tiết cặp loa hơn. Đây, rất là đẹp. Loa bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Đấy. Hay là phía trên. Đây, các bác nào thích sưu tầm cặp Beoner 616 thì cứ trực tiếp alo cho em nha. Rất là đẹp nha. Đây là cạnh trái của cặp loa. Nói chung là không có điểm chê nào hết các bác. Một cặp loa tiếng về rất là đẹp luôn. Beoner 616 trung vàng chấp vàng. Đây các bác có thể thấy rất là đẹp. Đây là hai số điện thoại chính của em nha. Đây, các bác nào có nhu cầu cứ trực tiếp alo vào hai số điện thoại này và chốt sản phẩm nào thì cứ em gửi hàng tặng nơi cho các bác. Đây là phía sau của cặp loa nha các bác. Trap line. Cặp loa sử dụng mỏ chim 100W cho một loa nha. Rất là dễ phối ghép, và âm thanh của dòng 616 thì tuyệt vời. Vuông thành sát cạnh nha. Và em Chiến mời các bác xem lại tổng thể phía trước của cặp loa. Một tí nữa rồi em sẽ dừng video. Đây các bác thấy đẹp không? Bát nấm vàng, lên trung vàng và chép vàng luôn. Đẹp tuyệt vời luôn nha.